áp đặt vòng trừng phạt khắc nghiệt mới lên Nga, phương Tây đang chạm đến ngưỡng mà chính bản thân họ cũng chịu đau. Các bạn thân mến, sau khi kiên quyết loại bỏ phương án can thiệp quân sự trực tiếp, Mỹ và các đồng minh phương Tây đang tập trung vào các biện pháp trừng phạt với hy vọng tạo sức ép đủ lớn để xoay chuyển tình thế tại Ukraine. Tuy nhiên, rõ ràng cảm giác bế tắc xuất hiện khi phương Tây đang dần cạn kiệt vũ khí tài chính. Tâm điểm tranh cãi xoay quanh lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng Nga cũng như ảnh hưởng của vòng cấm vận mới được công bố kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2022. Vốn dĩ, việc trói chặt tay chân của một con gấu tỉnh dậy sau kỳ ngủ đông đã là việc quá khó. Mỹ và phương Tây có lẽ đang bước vào làn danh đỏ của chính mình. Thưa các bạn, đã từ rất lâu rồi, nội bộ EU mới chia rẽ sâu sắc như thế này khi đưa ra những quyết định trừng phạt, bởi dầu mỏ và khí đốt của Nga đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế của họ. Dù không thể cấm vận toàn bộ năng lượng Nga, nhưng cuối cùng đến ngày 7 tháng 4, Liên minh châu Âu chính thức thông qua vòng trừng phạt thứ 5 để khiến Nga thay đổi sách lược của mình tại Ukraine, trong đó có quyết định cấm nhập khẩu than đá. Đây là lần đầu tiên EU áp lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng của Nga. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho rằng, các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt của Nga cũng có thể cần thiết. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Nga là nước xuất khẩu than đá lớn thứ 3 thế giới trong năm 2020. Lục địa già châu Âu nhập khẩu khoảng 57 triệu tấn than cứng của Nga, trong khi Trung Quốc chỉ nhập 31 triệu tấn. Hiện 45% nhu cầu than đá của các nước thành viên EU là nhập khẩu từ Nga, tương đương với 4 tỷ euro mỗi năm. Tuy nhiên, theo Reuters đưa tin, lệnh cấm nhập khẩu than đá sẽ được lùi lại vào khoảng giữa tháng 8 năm 2022, chứ không phải ngay lúc này. Theo phỏng đoán, có lẽ do bây giờ châu Âu đang cần thời gian để tìm nguồn cung khác thay thế, trừng phạt thì oai, nhưng thiếu thì vẫn phải mua. Phía bên kia, Hoa Kỳ và các nước đồng minh G7 đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga là Sberbank và Alphabank, thể chế tài chính lớn thứ tư của Nga, cùng nhiều doanh nghiệp nhà nước, quan chức chính phủ Nga và các thành viên trong gia đình dòng họ, ngăn cản những cá nhân này tiếp cận hệ thống tài chính dựa trên đồng đô. Thậm chí, cả con gái của Tổng thống Nga Putin cũng đã rơi vào tầm ngắm của các lệnh trừng phạt. Washington cũng cấm công dân Mỹ đầu tư mới vào Nga và ngăn Moscow thanh toán cho các chủ nợ bằng tiền gửi tại các ngân hàng Mỹ. Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho rằng, các lệnh trừng phạt đang bắt đầu biến Nga trở thành một nền kinh tế bị cô lập như thời điểm những năm 1980 của Liên Xô. Nghe thì hùng hồn là vậy, nhưng trên thực tế, liệu những vũ khí tài chính mà Mỹ cùng phương Tây đưa ra có thực sự khiến Nga phải quay đầu chiến dịch quân sự của mình hay không? Chúng ta sẽ phải nghe từ chính những người trong cuộc phát biểu. Đại diện hai ngân hàng lớn nhất của Nga là Sberbank và Alphabank đã trả lời rằng những lệnh trừng phạt này sẽ không có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của họ, theo trang báo UK Finance. Sberbank cho biết trong một tuyên bố, các lệnh trừng phạt sẽ không có tác động đáng kể đến hoạt động của ngân hàng và sẽ không ảnh hưởng đến dịch vụ cho người Nga vì hệ thống đã thích ứng với các hạn chế trước đó. Ngân hàng Alpha cho biết họ sẽ tạm thời ngừng giao dịch bằng đô la Mỹ với các đối tác của mình, nhưng sẽ tiếp tục giao dịch bằng đồng rúp, euro và các loại tiền tệ khác. Một đại diện của ngân hàng Alpha Bank nói rằng hiện chưa rõ điều gì sẽ xảy ra với các tài khoản đô la Mỹ mà khách hàng của họ có với ngân hàng. Đã có 8.257 lệnh trừng phạt được áp dụng chống lại Nga. Trước đây, chúng tôi lo sợ điều đó, nhưng bây giờ vẫn hoạt động như bình thường. Alpha Bank cho biết trong một tuyên bố trên kênh của mình trên dịch vụ tin nhắn Telegram. Như vậy, có thể thấy, những biện pháp trừng phạt của Mỹ chưa chắc đã khiến hệ thống tài chính Nga phải chật vật, nhưng liệu nó có phản đòn ngược lại đối với phương Tây hay không? Rõ ràng, lần trừng phạt này cũng không thoát khỏi cái mác danh nghĩa. Có vô số lỗ hổng cho phép Nga tiếp tục có doanh thu từ xuất khẩu năng lượng. Phát biểu với các nhà lập pháp Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết, nước này vẫn chưa thể áp dụng những hạn chế mạnh hơn đối với lĩnh vực năng lượng của Nga vì Liên minh châu Âu phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt của Nga. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Nga cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt nhập khẩu của EU, thu về 400 triệu đô một ngày, và khoảng 1/3 sản lượng dầu mỏ, thu về khoảng 700 triệu đô mỗi ngày. Ông Ben Stell, Giám đốc Kinh tế Quốc tế tại Đại hội đồng Đối ngoại, Tổ chức Nghiên cứu và Tư vấn Chính sách ở New York đánh giá: chúng ta đang ở ngưỡng mà bản thân chúng ta cũng chịu đau, một mùa đông giá lạnh và một nền kinh tế lạm phát nghiêm trọng. Sự chia rẽ tại châu Âu trở nên rõ ràng hơn trong tuần này,
sau khi Libya tuyên bố dừng nhập khẩu khí đốt của Nga. Bộ trưởng Tài chính Áo Manfred Brunner đã lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt đối với dầu khí của Nga. Ông cho rằng quyết định đó sẽ gây tổn hại cho Áo nhiều hơn Nga. Hiện tại, vẫn còn nhiều lỗ hổng mà Mỹ và các đồng minh phải lấp đầy, chẳng hạn như các công ty Đức và Pháp tiếp tục bán hàng hóa cho Nga và duy trì cuộc săn lùng du thuyền cùng tài sản giá trị của giới tài phiệt nước này. Lạm phát của Đức chạm mức cao nhất trong 30 năm ở mức 7,3%. Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi quốc gia này thống nhất vào năm 1990. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã hy vọng sẽ bắt đầu phục hồi hậu đại dịch coronavirus sau 2 năm chìm trong tình trạng ảm đạm. Vào tháng 11, Ban Cố vấn đã dự đoán mức tăng 4,6% cho năm 2022, nhưng điều đó đã không thể thành hiện thực, bởi giá khí đốt lên cao, kéo theo các mặt hàng khác cũng tăng phi mã. Các đồng minh thì liên tục kêu gào hãy cấm vận năng lượng Nga để trừng phạt Nga, nhưng như vậy khác nào đâm thẳng một mũi dao sắc lạnh vào nền kinh tế vốn phụ thuộc quá nhiều vào khí đốt của Nga như Đức. Phương Tây có lẽ đang đứng trước những lựa chọn vô cùng khó khăn, cấm không được mà không cấm cũng chẳng xong, bởi họ đang đánh cược tất cả uy tín, tôn nghiêm của mình vào ván bài này. Nếu muốn cấm triệt để, trước hết, Mỹ nên nghĩ ra cách để bảo kê ông em Đức của mình trước đã. Thưa các bạn, Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu EU đang tập trung vào 3 mũi chính khi áp đặt loạt biện pháp trừng phạt đối với Nga. Thứ nhất, loại Nga ra khỏi các hệ thống quốc tế. Mũi trừng phạt đầu tiên của phương Tây nhắm vào các cơ quan, tổ chức thuộc chính phủ Nga. Điển hình là lệnh cấm một số ngân hàng Nga tiếp cận SWIFT, hệ thống liên lạc tài chính toàn cầu, phục vụ các giao dịch quốc tế. Phương Tây cũng nhắm vào kho dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga. Cơ quan này đang nắm giữ số ngoại tệ và vàng trị giá khoảng 630 tỷ đô, nhưng một nửa trong số đó đang được gửi tại các ngân hàng nước ngoài. Thứ hai là cắt quan hệ với doanh nghiệp. Đó là ý định của Tổng thống Joe Biden khi ông ngay từ đầu đã thông báo Mỹ sẽ cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Lệnh cấm này sẽ ảnh hưởng tới hoạt động nhập khẩu dầu, khí tự nhiên hóa lỏng và than đá từ Nga. Xuất khẩu hàng cao cấp sang Nga, bao gồm đồng hồ, ô tô, rượu cao cấp, cũng nằm trong danh sách cấm của Mỹ và một số đồng minh châu Âu. Nhà Trắng ước tính nhóm hàng xuất khẩu này có giá trị lên tới 550 triệu đô mỗi năm. Thứ ba, trừng phạt giới tinh hoa. Mỹ và các đồng minh phương Tây ngày càng tăng cường sức ép với nhóm tinh hoa Nga thông qua các biện pháp trừng phạt cá nhân. Đây là hình thức hiếm được sử dụng nhất trong các loại trừng phạt, nhưng biện pháp lại rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, trên thực tế, các nước châu Âu đều cho biết họ chưa sẵn sàng hứng chịu hậu quả từ lệnh cấm dầu và khí đốt của Nga, nguồn năng lượng sống còn mà họ đã phụ thuộc quá nhiều. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden cũng không muốn đưa quân đến Ukraine để đối đầu trực tiếp với Nga. Các lãnh đạo phương Tây cam kết siết chặt nhiều biện pháp trừng phạt để làm suy kiệt nền kinh tế Nga. Nhưng họ lại từ chối với lệnh ngừng nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt vốn là trái tim của người Nga. Phương Tây đã đạt đến giới hạn mà họ tự đặt ra trong cách phản ứng với Moscow liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể gây hại cho nền kinh tế Nga nhưng không đủ sức ngăn chặn hành động quân sự của nước này, vẫn sẽ không có gì thay đổi. Các chuyên gia kinh tế Mỹ nhận định, việc cấm vận gay gắt sẽ xóa sạch 15 năm phát triển kinh tế vừa qua của Nga. Thông điệp của Mỹ và các đồng minh là các biện pháp trừng phạt sẽ tăng dần đều nếu Nga không nhượng bộ. Ngoài khả năng cấm vận về năng lượng và loại các ngân hàng của Nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế, thời gian tới, Mỹ có thể tung ra nhiều biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào các doanh nghiệp nước ngoài đang làm ăn với Nga. Một lựa chọn khác là chỉ cho phép Nga sử dụng nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng để mua một số tài sản nhân đạo cụ thể thông qua một số tài khoản ký quỹ đặc biệt. Đây là cách mà phương Tây đã từng làm với Iran. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thừa nhận, các lệnh trừng phạt có khả năng răn đe rất kém. Khi trả lời câu hỏi tại sao chúng không khiến Nga chấm dứt quân sự tại Ukraine. Song ông nhấn mạnh chúng vẫn có giá trị. Mục tiêu của các biện pháp trừng phạt là buộc Nga phải trả giá đắt. Các lệnh trừng phạt kết hợp với việc kiểm soát xuất khẩu đang phá vỡ nền kinh tế Nga ở thời điểm hiện tại. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các biện pháp trừng phạt chỉ đạt được hiệu quả trong khoảng 30-40% thời gian áp dụng và những trường hợp thành công thường có một mục tiêu rất khiêm tốn, chẳng hạn như thay đổi chính sách thương mại hoặc thả một số tù nhân chính trị nhất định. Các biện pháp chắc chắn sẽ gây khó khăn hơn cho nền kinh tế Nga trong việc cung cấp tài chính về ngắn hạn.
Nhưng trong cái rủi có cái may, về lâu dài sẽ tăng cường sự độc lập của Nga với hệ thống tài chính phương Tây, đồng thời giảm bớt dòng vốn chảy ra ngoài của Nga. Điều này sẽ rất khó khăn bởi Nga vốn không phải là một cường quốc quá mạnh về kinh tế, nhưng không có gì là không thể, nhất là trong bối cảnh một con gấu đang bị chèn ép quá đáng. Thay vì hạ thấp uy tín của Tổng thống Putin, lệnh trừng phạt của phương Tây lại khiến tỷ lệ ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Nga ở trong nước đang gia tăng. Một cuộc thăm dò độc lập của Nga công bố vào cuối tháng 3 cho thấy 83% người Nga tán thành các hành động của Putin. Con số này tăng so với 69% hồi tháng 1 năm 2022. Theo giới phân tích, kịch bản Tổng thống Putin phải đối mặt với làn sóng chỉ trích của người dân trong nước dường như không diễn ra theo suy tính của phương Tây. Vẫn chưa rõ điều này có thể thay đổi hay không nếu phương Tây tung những đòn trừng phạt mạnh mẽ nhất vào nước Nga mà trước đó họ chưa từng áp đặt với bất cứ quốc gia nào. Nhưng nếu Mỹ và châu Âu muốn thực hiện điều gì nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, thì các biện pháp trừng phạt nhiều khả năng không phải là công cụ hữu hiệu. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 7 tháng 4 cho biết, Nga đang đối mặt với tình huống khó khăn nhất trong 3 thập kỷ qua do các lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ của phương Tây. Nhưng nỗ lực của nước ngoài nhằm cô lập Moscow khỏi nền kinh tế toàn cầu sẽ thất bại. Ông khẳng định, tình hình hiện nay sẽ tạo tiền đề cho các cơ hội kinh doanh mới, vì khi một số công ty rời khỏi Nga sẽ nhường chỗ cho những công ty khác. Nhìn chung, những biện pháp trừng phạt nhiều vòng thường được phương Tây áp dụng có thể nói là khá khắc nghiệt nhưng lại chưa hoàn toàn triệt để. Nó sẽ không đủ sức làm thay đổi cục diện trên chiến trường Ukraine hoặc làm kiệt quệ nền kinh tế Nga. Giải pháp tốt nhất được đưa ra bây giờ có lẽ là hy vọng Ukraine lựa chọn trung lập, cùng Nga ngồi vào bàn đàm phán, lập lại hòa bình, gỡ bỏ cấm vận, nếu không muốn nền kinh tế thế giới sụp đổ trong phút chốc. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.